sẽ đâu đó khoảng tầm 70-80%. Họ vẫn đang làm quá tốt, chỉ có chăng là chẳng may gặp phải vấn đề kiểu tâm lý như ông Inside. Nhưng mà ơ kìa tài con ơi. Vâng, tài lại xỉu rồi. Lại một lượt trận không được chơi game. Bạn ấy rất cẩn thận, chơi game đeo cả khẩu trang luôn cuối. Và cả Thanos nữa, đấy rồi. MVP của Thái Lan, cái tên mà tôi tin tưởng, và Thanos. Thanos ơi, hắt ra quát nằm rồi và Thanos không được nằm đâu. Và phút thì T4 phát hiện được một người nhảy chếch ra, ngồi cắn máu ở góc nhà như thế này là đi. Rositus xuất hiện, và Tom Pong bị knock. Và Titanfire đang rất cố gắng có cho mình những cái pha highlight ở đây, bởi họ đã tự tin có một tấm vé góp mặt vòng trong rồi. Rositus cầy thêm một điểm nữa. Và Thanos đâu rồi? Thanos vẫn cần thời gian để hồi máu. Anh ta sẽ đẩy gần vào, nhưng phát lại với một quả lựu đạn tốt. Anh ta hạ gục thành công vị trí của Rositus. Quan trọng là đã biết vị trí của Thanos đến hay chưa. T5 không còn nhiều những cái quyết tâm ở trong game thi đấu này nữa. Họ muốn giao tranh với tất cả những cái đội tuyển mà họ gặp trên đường đi. Nhưng với Foot, câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Cơ hội của Foot vẫn còn, và họ buộc phải dành cho mình một cái top 1 trong game thi đấu này. Với một cái lượng điểm kill cũng phải ở mức khá trở lên. Đặc biệt là những cái vòng bo như này, những cái tình huống mà áp lực giống như Foot Esports thì cái nhịp tim là một cái vấn đề thôi. Thứ hai là cái tay cực kỳ là run. Thường là chúng ta sẽ không thể tỉnh táo và có thể xử lý một cách chín chắn được đâu. Nhưng đây Chet, thêm một đội tuyển yêu thương của anh Gary lại đang va chạm với cái thành viên đội phía New Happy. Hải Saki cũng kịp thời để có thể mút ngay cho mình cái mạng hạ gục của Nan. Nhưng rõ ràng là T5 đã có vé vàng trong rồi. Thanos có quyền một cọ đem về một pha highlight. Và cấu máu đến từ cả hai bên. Một cái pha T-Bone đây rồi. À ừ đúng, không bỏ bạn rồi. T-Bone vừa đi xe mà hóa ra là để chọn góc khác. Vậy là không bỏ bạn rồi. Quyết tâm là đánh đến chết tại khu vực này. Và cuối cùng thì Thanos nằm xuống top thứ 15 dành cho các thành viên bên phía của Threaten 5. Rất thoải mái. Còn đây Threat top 7 của họ có vẻ cũng là ổn áp. Rồi thì Face Clan bắt đầu đẩy sang để có thể lấy thêm cho mình những cái điểm kill. Nâng con số lên thành 53 điểm. Và trong một cái nháy mắt thôi, cả Danawa cũng như là Severus họ đều bổ vây các thành viên bên phía team đây Threat. Đại diện thứ hai của Thái Lan dừng bước tại game thi đấu cuối cùng của chúng ta tại chung kết nhanh thắng. Số điểm hiện tại của Asla chúng ta thấy là 48 điểm và sẽ thành con số 49 thôi. Asla 49, Face Clan 53. Những con số nó cũng rất là phong thủy với cả người Việt Nam của chúng ta. Và vòng bo tiếp theo nó giật với cái sự hỗ trợ dành cho Face Clan, dành cho các thành viên của Tailu, thậm chí cả là Asla bên ta Gram nữa. Nhưng sớm thôi sẽ có những đội tuyển bắt đầu cập bến từ góc 6 giờ của bản đồ đi vào. Đó chính là các thành viên bên phía của LG. Hãy cùng hướng mắt đến những cái đội tuyển đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Chúng ta có các thành viên bên phía team Twist cần phải di chuyển này. Thậm chí là team Sonic đang chặn các thành viên đội team Twist. Và Severus cũng đang trở thành một trong những cái kẻ ngáng đường tại khu vực góc 12 giờ của bản đồ. Còn bên cánh trái thì quá là đông dần rồi. Nhưng giờ thì Edwin anh ta bắt được vị trí của Bartolin. Liệu đây có phải là điểm số để cả hai quân bằng lại với nhau không đây? Một cái hộp thính dành cho Bartolin để chặn lại lượng sắt thơ đến từ những cái trái nết. Vẫn sẽ là được cứu, nhưng đây là góc mà hai đội tuyển đã ao bo. Có thể sẽ là một cuộc sinh sát tới cùng giữa cả hai đội tuyển này. Cả Sonic và Twisted Spy có lẽ đồng lòng thôi, bởi ra khỏi nhà cũng khó đến từ phía Twisted Spy. Phút đến rồi, phút đến rồi. Phút, ui thổi ôi. Mời anh Phút đến rồi. Sau một cung đường di chuyển phải nói nó rất vất vả dành cho các thành viên bên phía team Phút. Ui dồi ôi, máu kìa T-Bone. Đến thành công rồi, cả hai một máu. Không có kính, không phải là vì xe không có kính. Các bạn khác spam kính vỡ đi rồi. Cả hai một máu và Vat đã phải nằm xuống bên ngoài vòng bo. T-Bone anh ta có thể sẽ an toàn. Nhưng ai là người ở trong bo đang bắn ra đây? Rất thương các thành viên bên phía team Foot ở thời điểm hiện tại. Nhưng có lẽ là T-Bone sẽ là một mình solo squad trong phần còn lại của game thi đấu thứ 12 mà thôi. Còn với các thành viên bên phía team Trist, Legacy bắt đầu bị bắt bớ từ rất nhiều những đội tuyển khác nhau rồi. Họ chia người ra để thực hiện nhiều những cái tình huống combat ở trên bản đồ của chúng ta. Và Tailu mất đi hai người bởi các thành viên bên phía của team Legacy. Còn Hikari từ Asla Betagram, anh ta đã có được thông tin về đối thủ của mình rồi. Đẩy thẳng lên vị trí của Chảo Giang. Và thậm chí đây sẽ là một tình huống combat giữa ba đội tuyển với nhau. Chảo Giang không còn cơ hội nào khác và Tailu đã dừng bước ở vị trí thứ 12. Và hết. Một đội tuyển đã gone. Còn lại bao nhiêu cái tên đây? 54 Asla điểm, Tailu đi rồi. Chung là Asla, Pentagram thì điểm đang lên khá là đều. Đúng 5x điểm rồi. Nhưng Trist lại đánh nhau với cả team Sonic. Cũng có vẻ như hai ông này có duyên với nhau, cực kỳ có duyên với nhau.
Nhưng vòng bô đang trở thành một cái áp lực đối với các thành viên bên phía team Twist, đặc biệt khi mà đội hình của Sonic họ đã có một đội hình cánh công rất đẹp. Nhưng điều đó không là xi nhê bao. Bartoli sẽ ngã đẩy ra góc. Một góc mở cánh tuyệt vời dành cho các thành viên bên phía team Twist. Và giờ thì lợi thế về mặt quân số. Liệu rằng Twist có tiếp tục muốn đẩy thẳng lên để áp lực với các thành viên bên phía của team Sonic hay không đây khi sắp thừa tứ vòng bo. Đó đang khiến cho các thành viên bên phía của team Twist mất đi rất nhiều những trang bị hồi máu. Mất đi Tingle Turn, mất đi cả Edwin thì không hiểu Sonic sẽ chơi game kiểu gì đây. Còn nha, vẫn còn kickstart nha. Ừ, liệu có là đủ. Perfectic bị lộ và cũng bị độc áo ngay lập tức với SimG. Nó gọi là một mạng dành cho các thành viên của Sonic. Hai người cố gắng chen chân top 8. Với từng kia điểm thì Sonic sẽ là rất khó. Và Twisted Smile đứng ngoài bo và trong tầm này có lẽ sẽ quyên sinh cùng với nhau rồi. Anh ơi. Và Twisted Smile họ đang phải cẩn trọng hơn bao giờ hết. Họ rất cần điểm để giữ vị trí gác cổng của mình. Nhưng Sonic đang chặn đứng lại ở ngay vòng bo và đây đã là vòng bo thứ 5 rồi. Máu tụt đi nhanh lắm và Twisted Smile vẫn chưa thể tìm được đường vào. Cắn Perfect Kit liên tục đến từ vị trí của Bartolin. Nhưng nếu cái như... thời Bartolin từng gieo rắc nỗi sợ thì bây giờ Bartolin gặp khó. Nếu như hai ông này cứ đấm nhau ở ngoài bo thì những đội tuyển ở dưới sẽ là những người hưởng lợi. SimG có được vị trí của Spyro và Bartolin sẽ bị team của anh ta dừng tại đây. Twisted Mind, vị trí thứ 8 vẫn đang thuộc về họ nhưng Sonic chỉ thua một điểm mà thôi. Còn với Asla Pentagram thì tự đâm confirm lẫn nhau. Tuyệt vời AD, tuyệt vời Akkad, tuyệt vời niềm tin yêu của Ikari. Cay thật sự. Ôi rồi, còn đúng một mình AD à, chết rồi. Thôi, có giờ lẽ là còn cũng... cái nịt để họ có thể lên được vị trí top 8 thưa quý vị và các bạn. Ô, nhưng đây sẽ là cuộc cạnh tranh. 17 gạt gió đốt các thành viên bên phía của team Sonic. Nhưng anh ta vừa có một tình huống di chuyển rất thông minh để giúp đội tuyển của mình tránh khỏi những sự nguy hiểm. Còn với FaZe Clan bắn vào AD nằm xuống top thứ 9 dành cho đội tuyển mà anh Gary yêu. Còn với Legacy ui Seun bắn một được ba là có thật. Sẽ không còn Legacy trong cái cuộc đua lên top 8 nữa. Như vậy là Food vẫn đang rất cố gắng để gồng điểm vào top 8. Dành cho Food rồi. Này nhá, đừng đùa. Thôi sơ rớt tầm này thế nào cũng được, không quan trọng lắm. Nhưng quan trọng là họ bắn nhau thì cái điểm thứ hạng nó sẽ được tăng dành cho thành viên bên phía của team Food. Chúng ta cống hiến thôi, nhưng ôi, sau cùng là top 7 cho sơ rớt eSports và Night Child. Chúng ta có vé vòng chung kết tổng. Nhưng đến với những diễn biến khác khi FaZe Clan đây vẫn đang rất cố gắng để cầy thêm điểm. Vòng bộ quá đẹp cho FaZe Clan. Và cách top 8 ở thời điểm này chỉ có vỏn vẹn là 2 điểm thôi. Họ đã từng để lỡ mất 2 điểm ở cái lượt trận vừa rồi thì phải để vượt qua vị top 8. Thì lượt trận này cũng lại là như vậy nốt. Quá nhiều cơ hội cho phía của FaZe Clan và còn nguyên người. Làm gì tách nữa, góc bắn này nó lại càng thoải mái về phía Bởi Gaming. Bởi Bởi Gaming bị kẹp giữa cả Danawa và FaZe Clan. Bây giờ Nate trả xuống 17 co như là chịu trận. Nate top của Loki, Suzyu đã nằm. Và Danawa cũng đang muốn cầy kill và có trên một cái top 1. Tầm này thực sự là rất là khó cho các thành viên bên phía của team 17. Vị trí mở cánh của Loki hoàn toàn có thể nhìn thẳng vào đội hình này. Còn với LG, wow, đó là wild hoàn toàn tới từ vị trí của James. Có thêm những sự hỗ trợ từ anh chàng G trong đội hình của Thiên Ba. Đồng nghĩa việc là FaZe Clan chính thức vượt lên top 8. Và họ đã đẩy Twist cũng như là Sonic xuống phía dưới. Ôi, hay là Danawa ơi, tha cho nhưng mà góc này di chuyển thì T-Bone vẫn sẽ thoát được bởi vì có nhiều cái chướng ngại vật ở cái khu vực trong đảo quân sự này lắm. Nhưng mà anh ta đang nghĩ rằng là T-Bone vẫn vào bo được. T-Bone vẫn có thể sẽ vào bo được. Cắn ba nén dành cho T-Bone thôi. 8 cái first kit. Anh ta ăn đến bao giờ? Tôi hỏi là anh ta ăn đến bao giờ? Ăn tiếp đi. Bỏ đi Bảo. Đúng rồi. Bảo ơi đừng. Bảo ơi. Tình huống sấy của Bảo vừa rồi cũng cắt đứt toàn bộ cái hy vọng của Food eSports trong game thi đấu cuối cùng. Đồng nghĩa việc họ sẽ dừng chân ngoài top 8. Vẫn còn nét tới từ vị trí của Bảo. Thậm chí là anh chàng 77 nữa. 77 u vú. Thế một quả lựu đạn được hướng thẳng vị trí của Salut. Nhưng quả lựu đạn này nó quá đẹp. Vex cũng đang can thiệp vào. Và những quả bom nó tiễn đưa thành viên của Danawa đi. Ác giả ác báo. Nhưng sao báo này ném bom hay thế. Thôi, rõ ràng đây là cái cơ sở để các thành viên bên phía team FaZe Clan có thể đẩy vào và lượm toàn bộ các thành viên còn lại bên phía của TN3. Sẽ là một top 1 dành cho các thành viên bên phía FaZe Clan. Giờ thì Đông Tây Nam Bắc hướng nào cũng có một người kê cửa. Không khác gì cho bắt dế ngày xưa các bạn đổ nước vào vậy. TN3 nằm xuống liên tục vào top 1 dành cho FaZe Clan. Họ có lẽ cũng ngầm hiểu được rằng là mình đã giành được một tấm vé đến với vòng thi đấu Grand Final.